Đây là ngày thứ tư, khu phố Triệu Quang Phục thực hiện lệnh phong tỏa. Giữa hai đầu tuyến phố, lực lượng chức năng đã lập hai chốt canh gác 24/24 giờ để đảm bảo nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mặc dù sinh hoạt có nhiều đảo lộn, nhưng bà con ở đây dần thích nghi với cuộc sống cách ly, tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Hơn lúc nào hết, tình làng nghĩa xóm, sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn được người dân trong khu phong tỏa phát huy tối đa. Khuyên nhau là thôi, thứ nhất là vì dịch Covid thì mình mỗi nhà, ở nhà, nhà nào ở nhà đấy để không tiếp xúc gần, để dịch bệnh để khỏi lây lan nhiễm, và tất cả mọi người gia đình động viên nhau vượt qua tất cả để vượt lên tất cả để cho cuộc sống được bình yên. Có nhiều thì hỗ trợ nhiều, có nhà ít thì hỗ trợ ít. Như thứ nhất là về tình cảm, về vật chất thì như là thực phẩm này, hoặc là rau cỏ củ quả, thóc gạo thì đều hỗ trợ nhau, mỗi người một ít. Hiện tại có 45 hộ dân với 165 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực phong tỏa. Nếu các hộ dân muốn mua nhu yếu phẩm gì thì sẽ gửi lên nhóm Zalo. Phía bên ngoài, một tổ cơ động luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân. Thực phẩm mua về sẽ để ở khu kiểm soát, sau đó người dân sẽ đến đó lấy về. Mọi người cũng rất là ủng hộ, cũng cứ hỏi là xem là nhân dân ở trong đấy là có thiếu những cái gì không, thế và thiếu như thế nào thì để nhân dân ở bên ngoài sẽ hỗ trợ tinh thần và vật chất. Các đoàn thể của khu phố cũng như của phường thì cũng rất là chu đáo và quan tâm đến cái việc mà các hộ dân giãn cách này. Trong cái thời gian như thế này thì cũng rất là mong muốn là mọi ban ngành, các cấp là cũng hỗ trợ về tất cả về tinh thần, vật chất. Thành phố Lào Cai cũng chỉ đạo phải đảm bảo việc cung cấp lương thực, thực phẩm và điều kiện thiết yếu cho người dân trong các khu vực phong tỏa, đồng thời tuyên truyền để người dân ý thức chấp hành quy định phòng chống dịch tại nhà. Cùng với đó, lực lượng y tế thường xuyên kiểm tra sức khỏe và lấy mẫu cho tất cả những công dân trong khu vực phong tỏa. Nếu phát hiện trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt, sẽ lập tức được đưa đi khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.